kết thúc của nó, ví dụ như trong các đoạn phim, khi kết thúc phim có đoạn hàng chữ V chạy lên, đó là do cái này. Đây là đảo chiều, ví dụ như những hình ảnh hoặc là cái video mọi người muốn đảo. Đây, ví dụ mình thử này nha. Sau khi mọi người thêm các đoạn video xong rồi, ví dụ như mọi người muốn lưu lại thì có thể bấm vào đây lưu luôn. Đấy, bấm thẳng vào cái trên này thì lưu luôn, thì nó sẽ lưu vào dạng đuôi MP4. Đấy. Còn nếu như mọi người không lưu luôn thì mọi người bấm vào đây có thể tùy chọn này, các định dạng mức của nó. Đấy. Hoặc là mọi người, khi mọi người bấm tắt này thì nó cũng sẽ lưu tự động, nhưng mà nó lại không phải là lưu ở cái đuôi MP4 mà nó chỉ lưu vào dạng cái bản thảo, sau mọi người có thể mở ra để chỉnh sửa lại được. Đấy. Còn một khi mọi người đã lưu ở dạng đuôi MP4 mà muốn mở lại đây, giống như cái này của mình này, mình lưu ở dạng đuôi MP4 này, bây giờ muốn mở lại không viết lại được, nó là bản chết này. Đây, cái này nó là bản chết. Chờ cho nó chạy. Tổng thể cái video này nó là dài là 4 phút 14 giây 41. Đấy, ví dụ như cái thông tin này chẳng hạn, mọi người muốn nó dài là bao nhiêu giây, cái này nó chỉ hiển thị ở dạng giây và cài đặt của nó cũng là dạng giây, nên là mọi người phải nhớ là cái này, cái số phút này mình sẽ đổi về giây. Ví dụ như là 4 phút này nó là thành 46
240 giây. 1 phút là 60 giây. Thành 260 giây, 260 giây cộng thêm 14,41 này nữa là thành 274,41 giây. Đấy. Thì cái này mọi người đều có thể là đặt thành bao nhiêu cũng được. Nó tóm lại là có thể dài hơn cái số giây ở đây. Đấy, thì là nó sẽ cũng sẽ tự động nó căn chỉnh, nó cắt. Suốt cái video này mình sẽ đặt, phải là đặt cái thời gian hiển thị nó là bao nhiêu giây. Đây, thời gian bắt đầu nó là 7 giây là sau cái video, sau sau cái thông tin này. Đấy, còn đây là thời gian nó bắt đầu 7 giây và kết thúc là bao nhiêu giây. Sau khi làm xong rồi xe vào lại, mình làm quen rồi mình toàn bấm thẳng vào đây. Bấm server.
giờ mình sẽ bấm tắt luôn, xong mình lưu lại. Đây mình lưu lại này. Đấy. Mọi người nhìn này, nó chỉ dạng ở bản project. Tương đối đó, đây nó chỉ là bản dự thảo của mình thôi đấy, khi mọi người bấm save vào. Khi mọi người bấm save vào sẽ lưu lại đấy, lưu lại. Và khi này nếu như mọi người muốn mở nó ra, cái bản project ấy của mình nha, mình sẽ mở được ra. Bản này rất nhẹ đấy. Khi này mọi người có thể là lại làm tiếp được, tiếp tục làm cái này đấy, và cái thông tin này mọi người có thể chỉnh sửa được đấy, đây mọi người có thể chỉnh sửa được. Còn mình vừa lưu lại đây. Video này thì sẽ không thể viết được cái thông tin ở đây nữa, các thông tin cũ mà trước đấy mình đã viết đấy, bây giờ mình sẽ không thể viết vào nữa. Trừ trường hợp mình viết chèn lên. Viết thêm được, trừ trường hợp mọi người chèn bạn không sửa đổi được. Rồi, video của mình đến đây thôi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.